bên sau thì là đồng mắt. Văn thành. Cứ đi sang nha nhá, để em xin nhan cho. Sang đi. Nhan được không thì xin nhan được. Đấy, đá bánh rồi đây đấy. Đá bánh xúc 15 rồi. Sang nữa. Ôi. Hạ hạ chân thôi, hạ 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 bé đi. Hạ bé luôn. Hạ bé đằng sau quá. Bên kia là hết rồi. Đấy, cái bên bánh sau đang lên được nữa mà. Bánh sau anh đang san được ít nữa mà. Bên kia ra ngoài rồi. Kéo. Không anh lại lùi lại, anh cào hết ở đây này, đi sang hẳn đằng đây cho nó vuông góc này. Ra bánh ở bên kia ra thì nữa là bánh này mà nó bánh xích này rồi thì chống bầu bên kia phát đẩy xa dài, xích dài hơn dài hơn đâu ngang sang luôn ngang xuống luôn dài gầu nó gần nó dài đéo bảo anh, tao có mấy cái ở nhà đây bánh xích để cái xa một ít nữa. Tại sao một tí bên kia còn nhiều mà? Ai bàn tay hoàn toàn đánh vô góc rồi này. Từ mới vô đấy. Bên kia còn nhiều mà. Sang giờ hai phân cho qua lên các bạn. Qua cái đó thì là lên được. Chặt, chặt. Vương cầu phát đấy. Đủ đùa, đừng nghe cái này, đủ đùa. Đông đi đâu, đồng qua đi tù. Hướng đầu phát. Để nó có 3 ngày thì đủ quá. Đây là đây. Thảo đi. À rồi đi mới kéo. Thì mới. Lùi ruộng cũng được.
Chúng ta lăn cái cống ra ngoài đây đi, lăn theo đường ra ngoài đây đi, mày đi nó không pha được nữa. Đấy nó quặt cái gì nó khò trong đây nhà nào, lăn đi gặp vỡ bả rồi, đúng không? Mày nó buộc dây nó sao thả ra đây nhà này. Chú đứng thật yên được, chú ra chú nhìn chú đứng chỉ hơi khẽ động hết là nó pha ngay. Bà ông này đó cái gì nữa tựa vào cổ nó thế rồi đó, ông pha cái này nó có thể chạy hết, ông bù vẽ là vỡ đòn nó đấy. Nhưng mà hàng ngày là bắt nó đốt vào nó tối thì à tối thì đâu mình đốt mấy nhát thì tối đích ông bù vẽ là bầu kín mấy xúc nó nào đấy, ông bù vẽ đốt thì tối thì tọc vào à và đau hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ bà như là đốt mà chết. Mà đúng quốc đây hãy quý. Đúng rồi. 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 Cây lục vừng rồi, cây lục vừng. Ngồi thật là yên, là dở. Đâu có chỗ nào? Đấy, mày cứ đâm quang không nha. Là quốc ở đây đây quý ạ. Cô phát là con con rẻ mà. Đấy, quốc này hồi này chưa còn xem bò này, chồng này lấy bò đó bò ấy. Chỉ sang bỏ đầy ra thêm nữa. Anh chóng nó lúc nào lúc nó mình kê á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.